Thưa quý vị, tại tỉnh Kiên Giang, nhiều năm trước, người dân cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Cảnh sạt lở, xói mòn, xâm lấn, cuốn trôi đất đai, tài sản khiến cho người dân bất an. Từ khi các công trình chống sạt lở lần lượt được hình thành, phát huy công năng, người dân ven biển Kiên Giang không còn phải lo sợ mỗi mùa bão lũ đổ về. Từng là một trong những khu vực thường xuyên bị sạt lở bờ biển nghiêm trọng, nhưng gần đây, bờ biển của hai xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã không còn xảy ra tình trạng sạt lở. Đó là nhờ có hệ thống 27 trên 37 km kè kiên cố. Không còn tình trạng sạt lở nghiêm trọng như trước đây. Thứ hai nữa là từ khi có hệ thống kè cũng đã gây bồi tạo bãi, dần khôi phục lại cái diện tích cái rừng phòng hộ ven biển trên bờ bằng huyện. Cái thứ ba nữa là cái việc mà ổn định sinh kế của người dân cũng được yên tâm sản xuất hơn. Đó mưa giờ chỉ còn không được một nữa, đâu còn gió mấy thôi, chứ không còn sợ những nước dưng nước ngập, sóng gió gì nữa, tạm ổn. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 công trình kè biển. Hai công trình khác vẫn đang thi công. Tại các khu vực sạt lở nhưng chưa có kè bảo vệ, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp chủ động ứng phó khi mùa mưa bão đang đến gần. Đối với những cái khu vực mà có khả năng ảnh hưởng do cái nước thủy triều dâng cũng như sạt lở bờ biển thì vận động bà con cũng có di dời vào cái nơi ở an toàn. Thứ hai nữa là cái chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã ven biển thì cũng đã chủ động rà soát nắm lại cái tình hình những nơi nào mà có khả năng bị sạt lở thì cũng có cái chủ động trước để có cái giải pháp khi cần thiết. Để phòng chống sạt lở bờ biển, bảo vệ sản xuất, an toàn của người dân, dự kiến đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang sẽ đầu tư xây dựng 18 công trình phòng chống sạt lở bờ biển với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng. Cùng với đó là trồng mới, phục hồi trên 600 hectare rừng phòng hộ ngập mặn ven biển thuộc các dự án kè chắn sóng, gây bồi tạo bãi ven biển Tây.